Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Thì ở trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã uh, tìm hiểu về props rồi, đúng không nhá. Và chúng ta làm rất là kỹ ở đấy, nhắc đi nhắc lại về các khái niệm nó rồi làm theo khái niệm nó luôn này nhá. Đấy, thì chúng ta đã hiểu rồi. Thì ở uh, trong video trước như mình đã nói đó là chúng ta quay trở lại editor này. Thì vẫn thấy rằng là ở đây có một cái name này thì rõ ràng là ở đây vẫn thấy rằng là uh, tại sao là name có thể thêm cái khác được không? Đấy, đúng nhỉ? Thì câu trả lời là có nhá. Uh, ví dụ như ở đây là cái đoạn này này. Thì như mình nói thì cái đoạn đấy chính là cái đoạn vế sau của nó đúng không? Thế nên là nó sẽ phụ thuộc vào thằng con Ví dụ thằng con này, thằng plot này này Nó đặt giá trị để là uh, uh, Custom Custom name đấy, Thì rõ ràng là khi mà nó hứng cái giá trị này Thì thằng con này ở trên này cũng phải là giá trị đấy cho mình đấy, Paste Được chưa? ta trộn s lại Và cái thằng bên user này Nó cũng phải thay đổi lại cái name này Name này giờ sẽ không còn là name nữa Mà chính là cái kia Chính là cái... Uh, giá trị mà chúng ta đã sửa bên kia là custom name cái quan trọng nhất mà chúng ta giữ lại là cái name này chính là cái biến mà chúng ta muốn truyền và chúng ta chuyển đổi này đấy, thì giờ mình sẽ Ctrl S lại bạn ra ngoài trình duyệt ấy, thì nó cũng không có gì thay đổi cả giờ mình reload lại rồi vậy là mình trên my name thì như vậy nó vẫn hoạt động đúng nha rồi thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái đoạn đấy của chúng ta nhé mình thấy là nếu mình cứ để là name ấy thì các bạn sau này các bạn thấy vậy là các bạn cũng cứ mãi dùng name thì chết mình thế nên là mình phải làm hẳn một video nói về cái vấn đề này nhé Đấy, nó phụ thuộc cái vế sau của chúng ta thế nên là chả có tội gì mà chúng ta không làm cả thực ra thì nó phụ thuộc vào vế vế sau thì cũng thực ra cũng không phải đâu thực ra thì theo như thói quen viết chúng ta thì chúng ta thường chúng ta sẽ viết bên này xong và chúng ta sẽ đặt tên ở đây và chúng ta sẽ viết nó bên này và chúng ta viết giống như bên kia nhưng để mà làm theo đúng cái logic mà người viewz muốn tạo ra thì đáng nghĩa là chúng ta phải viết bên này trước có nghĩa là chúng ta sẽ viết cái tên prop mà chúng ta muốn hứng sau đó chúng ta sẽ đặt cái tên biến mà chúng ta muốn hiển thị ra ở cái common and con sau đó thì chúng ta mới quay sang user để chúng ta hứng cái sự kiện đấy mới là logic chuẩn nhá nên là bạn nào mà thích làm một cách cũ thì bạn có thể làm cái đấy mình không bắt buộc đấy là mỗi một người có một cách code khác nhau đấy. thế nên là mình không thể nào mà bắt bạn phải theo thói quen của mình cả cũng chả ai bắt được mình theo thói quen của người đấy cả đấy. thế nên là cái đấy tùy vào mọi người thôi Các bạn thấy cái nào hợp với logic thì bạn làm còn đối với mình thì mình thấy là cái này là cái để hợp logic và giúp bạn nhớ được lâu và không bị nhầm prop với stay nhá. Yeah. Ok. Thì bây uh, video là chúng ta chỉ nói thế thôi. Và có một cái chú ý nữa ở trong video ở phần cuối này đó là uh, cái cách cái cách mà chúng ta sử dụng cái bài dữ liệu này nó chỉ dùng trong cái trường hợp đó là single template template có nghĩa là chúng ta sử dụng với cái view này mà thôi nhá uh, còn với những khi mà view này kết hợp với những cái khác ấy thì nó sẽ không sử dụng ở đâu nha mình mình khẳng định luôn đấy nha và khi mà sau này khi bạn mà mà sử dụng cái này và bạn truyền cho nhiều component đấy thì nó cũng không hoạt động nha đấy. nên là các bạn chú ý cho mình là các bạn sử dụng cái việc truyền bài dữ liệu thông qua cái cách này này thông cách này này thì các bạn sử dụng khi mà chỉ khi các bạn muốn truyền một cái dữ liệu nào đó thay đổi qua lại chỉ cần một component và một component có là một thằng cha và một thằng con còn nên sử dụng như thế cho mình Đấy. <laughs> còn chừng những cái trường hợp còn lại ví dụ như là từ một thằng cha mà thay đổi toàn bộ tất cả các thằng con ấy tất cả các thằng con khác ấy này ví dụ như là truyền thông qua thay đổi thằng này thay đổi cả thằng này này thì chúng ta sẽ truyền được cách khác nhá ok rồi vì sao chúng ta sẽ dừng ở cái mức này thôi ở video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về uh, cái việc đó chúng ta sử dụng prop ở trong thằng con trong vân thần con làm sao cho linh hoạt nhé chúng ta sử dụng thằng cha trong con bây giờ chúng ta sử dụng prop ở trong thằng con hai con truyền cho nhau easy thế nha video dừng ở đây thôi